Ok, chào bạn, mình là Hồng Ngọc và mình hiện đang học ngành Digital Marketing tại Đại học FPT. Thì hiện bên mình đang có một cái môn gọi là môn Marketing 201. Thì mình có một cái khảo sát về cái hành vi của sinh viên FPT. Thì không biết là mình có thể xin của bạn 5 phút để mình khảo sát, mình phỏng vấn bạn được không? Ok. Ok, cho mình hỏi là bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Minh Thi ạ. À, bạn Minh Thi. Bạn Minh Thi đang học ngành gì nhỉ? Mình đang học ngành quản trị truyền thông đa phương tiện của trường. À, là bạn học ngành MC đúng không? Bạn có thể cho mình xem cái thẻ sinh viên của bạn được không? Ok. À, cho mình hỏi là tại sao trên thẻ sinh viên của mình lại để là SE nhỉ? Có phải bạn chuyển ngành không? Đúng rồi, lúc trước mình có ở bên bên ngành quản công nghệ thông tin, nhưng sau đó thì mình chuyển sang ngành MC. Ok, thế cho mình hỏi là tại sao bạn lại chọn ngành MC? Bạn mong muốn nhận được cái gì từ ngành MC? Sau một khoảng thời gian học tiếng Anh và mình tìm hiểu về cái sở thích của mình, thì mình cảm giác mình phù hợp hơn với ngành MC, và mình mong muốn nó là sau ở ngành MC của chúng ta, thì sau khi ra trường chúng ta sẽ có nhiều cơ hội công việc, về công việc hơn, và ở trong cái khoảng thời gian học thì mình mong muốn có một cái nền tảng kiến thức vững chắc để tạo ra nhiều cơ hội cho tương lai sau này. À, thế bạn cho mình hỏi là theo bạn thì làm sao để mình có được một cái công việc liên quan đến ngành truyền thông đa phương tiện ngay sau khi mà mình ra trường? Để mà có một cái ngành ngay sau khi mình ra trường thì mình cần phải có các kinh nghiệm ngay từ khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là từ các bạn có thể có các kinh nghiệm sớm hơn, hoặc là sau các kỳ tốt nghiệp từ kỳ 6 trở đi của trường mình, để bổ sung kinh nghiệm cho, và chúng ta sẽ sử dụng cái nền tảng kiến thức mà trường cung cấp cho chúng ta để mà thực hiện cái cơ hội mà có công việc ngay sau khi tốt nghiệp, nó tốt hơn, sớm hơn. À, thế thì bạn cho mình hỏi là sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn muốn có được cái vị trí nào, hoặc là muốn làm một cái công việc gì? Sau 5 năm thì cái đầu tiên thì mình vẫn mong đó là mình có thể làm theo đúng ngành, đúng nghề của mình, và ở vị trí thì chắc có lẽ là càng cao càng tốt. Đó là chẳng hạn như là CEO của một cái công ty nào đấy cũng về truyền thông cũng được. Nice. Thế thì bạn cho mình hỏi là ngoài cái giờ mà bạn học chính khóa ở trên trường á, thì bạn có tham gia cái hoạt động ngoại khóa nào liên quan đến chuyên ngành truyền thông đa phương tiện của mình không? Về các hoạt động ngoại khóa của chuyên về ngành đa phương tiện của mình thì mình có tham gia, như là ở trường có tổ chức một vài cái sự kiện, như sắp đến trong tháng 6 này có cái sự kiện gala của ngành truyền thông á, thì mình cũng hiện tại mình đang có một cái dự án để tham gia ở bên đấy. Tức là bạn tham gia cũng nhiều cái hoạt động ngoại khóa liên quan đến chuyên ngành đúng không? Đúng không? À, thế thì bạn cho mình hỏi là bạn có thể đề xuất, hoặc là bạn có thấy trường FPT có những cái hoạt động ngoại khóa nào liên quan đến chuyên ngành mà kiểu trường chưa có tổ chức hoặc bạn rất muốn tham gia không? Bạn có đề xuất hay là gợi ý nào không? Mình thấy trường có tổ chức khá là nhiều các hoạt động cho sinh viên, nhưng mà mình mong muốn là trường có thể tổ chức thêm một vài workshop chuyên cho về ngành truyền thông, để mà các bạn bên ngành truyền thông có thể phát triển hơn về cái kiến thức của mình. Thế thì bạn cho mình hỏi là bạn có biết đến câu lạc bộ BEC, câu lạc bộ kinh tế của trường mình không? Mình có biết. À, thế bạn đã từng hay là đã và đang tham gia cái câu lạc bộ BEC này không? Mình hiện tại thì mình không có tham gia các hoạt động bên câu lạc bộ BC. Cảm ơn Minh Thi đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn và cảm ơn thông tin của bạn. Chúc bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Cảm ơn bạn. Ok, cảm ơn bạn. Bye.